Em xin chào các bác. Đây là một cái video mà giới thiệu cho các bác là cái phần nâng cấp các bác nhé. Phần nâng cấp cái con âm ly 506. Thì hôm nay thì có một cái bác khách hàng. Đây cậu bác khách này. Thì bác ấy mang cái con âm ly. Bác ấy thì đã bác xem cái kênh của em thì thấy một số những cái video mà nâng cấp những cái âm ly 506 cũng như là một số những cái âm ly khác của khách hàng. Thì hôm nay thì bác ấy mang một cái âm ly 506. Thì cụ thể hôm nay là cái con âm ly 506 này thì nó không phải là hàng chính hãng các bác nhé. Nó không phải là hàng chính hãng. Thì đối với 506 hàng chính hãng thì đó là một con âm ly 4 kênh. 4 kênh công suất. 4 kênh công suất có nghĩa là nó sẽ có 4 đường tín hiệu vào và nó có 4 đường tín hiệu riêng biệt ra loa. Thì đó là âm ly 4 kênh. Nhưng mà cái con này thì nó là cái hàng nhái của Jaguar, nó không phải là âm ly 506 hàng chuẩn hãng. Và thực tế cái con này thì nó chỉ là một con âm ly 2 kênh đơn thuần các bác nhé. Âm ly 2 kênh đơn thuần. Thì tại sao thì nó lại là con âm ly 2 kênh đơn thuần? Thì ở đây thì các bác sẽ thấy ở đây là nó sẽ có hai cái vế mạch công suất. Thì bình thường với những cái 506 ấy thì với mỗi mạch công suất này thì nó sẽ có hai vế công suất. Nhưng mà con này thực tế thì nó đây là hai cái mảng công suất, nhưng mà ở đây thì nó sẽ là riêng biệt cho chỉ là hai cái vế công suất bình thường chứ không phải là nhân đôi là 4 vế. Thì tại sao em nói nó là chỉ là hai vế công suất bình thường? Thì với mỗi vế công suất các bác nhá, có nghĩa là mỗi vế công suất khuếch đại thì nó sẽ riêng rẽ cho 4 đường tín hiệu riêng, là 4 đường giao loa riêng. Đấy, 4 đường giao loa riêng và có 4 chiết áp để mà chỉnh riêng cho 4 cái loa đó. Và rõ ràng là có 4 cái đường tín hiệu giao loa thì nó phải có 4 đường tín hiệu cung cấp cho cái mạch công suất. Thì các bác sẽ nhìn ở em đây là có hai cái mạch công suất nhá. Ví dụ như mạch công suất là bình thường như này. Thì bình thường con 506 ở đây thì nó sẽ có hai cái đường tín hiệu đi vào và nó có hai đường tín hiệu đi ra. Nhưng mà con này thì các bác thấy là đây là cái đường tín hiệu đi vào này, đường tín hiệu nhạc nhá. Đường tín hiệu nhạc. Và sau khi mà cái vế trung tần này nó xử lý này thì nó sẽ đưa vào đây và nó khuếch đại lên. Và ở đây các bác sẽ thấy là nó chỉ có một đường tín hiệu thôi, một đường tín hiệu. Và bên này là một đường tín hiệu. Thì rõ ràng con âm ly này nó chỉ là con âm ly 2 kênh thôi, 2 kênh công suất. Đấy là cái nhìn đầu tiên. Và cái nhìn tiếp theo thì các bác sẽ để ý hộ em là cái đường tín hiệu đây ạ. Đây là cái mạch tín hiệu, cái bo mạch tín hiệu ở dưới này các bác sẽ nhìn nhá. Thì cái bo mạch tín hiệu ở đây thì nó sẽ có 2 dây, 1 dây đấy ạ. Các bác sẽ nhìn thấy 1 dây đấy nhá. Một sợi dây đây em sẽ lấy cái đây thì em chỉ cho các bác này. Đây là một sợi dây này. Đây ạ, một sợi dây cáp. Đây là cái cáp này, là cái cáp truyền tín hiệu tiếng đầu vào. Có nghĩa là khi mà đường nhạc của chúng ta cắm đằng sau này này, sau đó thì nó truyền qua cái dây này và đưa vào cái mạch công suất. Đưa vào mạch công suất. Thì ở đây thì các bác sẽ thấy ở đây nó sẽ có tất cả là 3 sợi. Một sợi trắng này, một sợi đỏ và một sợi đen. Sợi đen là sợi điện áp tiếp đất, tiếp mát. Đấy, còn hai cái sợi trắng và sợi đỏ là đây là đường tín hiệu dành cho loa trái và loa phải. Tiếp đến là cái dây này. Các bác sẽ nhìn thấy cái bối dây này là bối dây này là bối dây đường tín hiệu ra loa các bác nhé. Ra đường công suất. Ra đây là ra cái mạch công suất ra loa ấy. Thì cái này thì nó chỉ có 3 dây thôi. Nó có 3 dây thì nó không có lý do gì nó là làm bốn, nó là bốn cái đường tín hiệu riêng rẽ được. 3 dây này thì trong đó thì có sẽ có một cái dây vàng này là dây điện áp âm của loa, điện áp tiếp đất của loa, và hai cái dây còn lại là hai dây đỏ này là hai cái dây mà đường tín hiệu dành cho loa trái và loa phải. Có nghĩa là nó chỉ có loa trái và loa phải thôi, thì nó chỉ là 2 kênh thôi chứ không phải là 4 kênh. Nếu mà là 4 kênh thì nó phải là có 5 dây. 5 dây thì có trong đó là có một dây mát, ít nhất là 5 dây các bác nhá. Một dây mát và 4 dây tín hiệu thì mới là âm ly 4 kênh. Đấy, thì nói sơ qua của các bác là có nghĩa là con 506 này là con hàng fake là một. Thứ hai nữa là thực tế nó chỉ là 2 kênh chứ không phải là 4 kênh. Cái nữa là chúng ta sẽ nhìn ở đây có những cái hàng chiết áp này. Các bác thấy là nó cũng nhái giống với con 506 là nó sẽ có hai cái tầng chiết áp chỉnh cho 4 vế, nhưng mà thực ra thì nó chỉ là chỉnh cho 2 vế thôi. Vì sao? Vì đây là chiết áp thì nó là chiết áp đơn thôi. Nếu mà 506 thì nó là chiết áp kép thì nó hai tầng chiết áp trên cùng một con chiết áp thì nó có hai tầng chiết áp. Hai tầng, ví dụ như con chiết áp này nha các bác thì nó sẽ có hai tầng. Đấy, nhưng mà con này nó chỉ có một tầng thôi. Hai tầng có nghĩa là nó sẽ có 6 chân, nhưng mà thực tế con này nó chỉ có 3 chân thôi thì nó là cái chiết áp đơn. Đấy, thì nói về cái phần kỹ thuật. Còn trong cái vấn đề hôm nay thì khách hàng đã mang cái con này qua để nâng cấp. Thì tại sao để phải là nâng cấp? Thì ở đây các bác sẽ nghe thử của em ạ. Đấy, các bác thấy là em khi mà em vặn cái chiết áp này thì các bác thấy nghe cái đường nhạc nó cứ sụt xẹt khi mà vặn. Đấy, chiết áp nó vặn nó sụt xẹt. Thì đó là cái âm ly này là cái chất lượng hàng nó kém. Cái bo mạch trung tần này nó kém này. Bo mạch trung tần nó kém thì nó sẽ bị cái hiện tượng là khi chúng ta sử dụng lâu thì cái chiết áp này nó sụt xẹt. Khi chúng ta vặn nó lên một loa, khi chúng ta vặn nó lên hai loa và tiếng nó cứ sụt xẹt. Thì đó là cái chiết áp kém, nó bị kém đi. Và cái đặc biệt hơn nữa là với cái âm ly này thì thường là cái hệ thống mà xử lý trung tần ấy, có nghĩa là cái phần này này, phần phối trộn đường nhạc và đường mic là những cái sử dụng cái chiết áp này, thì cái đường phối trộn của nó nghe nó rất là kém.
thành ra nó đưa ra cái chất âm nó rất là kém, và đặc biệt là khi mà hát nó rất là lặng mic và hay bị rú rít mic. Thì khi mà nó bị cái trường hợp như vậy và cái vế khuếch đại của con âm đi này, đây là cái vế khuếch đại các bác nhá, thì em phân tích các bác đây là cái vế trung tần này, đây là cái vế trung tần sử dụng những cái chiết áp này để nó phối trộn đường nhạc của đường mic. Sau khi phối trộn xong thì nó sẽ đưa ra cái vế khuếch đại này để khuếch đại cái tín hiệu đó lên đủ lớn để đưa ra loa để phát âm thanh nó to hơn. Thì đây là vế khuếch đại, còn đây là vế trung tần. Thì khi mà cái vế trung tần của chúng ta nó bị kém đi, nó sột xoẹt, và thứ hai nữa là nó xử lý nó không được hay, không được hay, thì chúng ta sẽ lược bỏ cái vế trung tần của con âm ly này đi, và chúng ta sẽ sử dụng, chỉ sử dụng cái vế công suất khuếch đại của con âm ly này. Thì cái vế khuếch đại của con âm ly này thì nó vẫn hoạt động tốt, và đặc biệt là cái con này thì mặc dù nó là hàng nhái thôi, nhưng mà đây thì nó sử dụng rất là nhiều sò và cái biến áp này cũng rất là lớn. Thành ra là cái phần mà nguồn cung cấp biến áp lớn, chúng ta sẽ có một cái nguồn cung cấp đảm bảo. Với thứ hai nữa là cái bo mạch khuếch đại thì các bác sẽ nhìn ở đây thì nó sử dụng rất nhiều sò công suất. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sò công suất cho một vế. Tức là con này, con nghĩa lẽ là con này là 16 sò. Thì nó tương đương với một cục đẩy 16 sò. Tương đương với một cục đẩy 16 sò công suất. Thì trong cái trường hợp mà khi mà chúng ta lược bỏ cái vế trung tần của con âm đi đi, thì chúng ta chỉ sử dụng cái vế công suất khuếch đại của con âm đi này. Và bây giờ thì coi như là con âm ly này nó không phải là một con âm ly nữa, mà nó là một cục đẩy công suất. Thì chúng ta chỉ sử dụng cái vế khuếch đại thôi, vế đẩy công suất của nó lên thôi, thì nó như là một cái cục đẩy công suất. Thì trong cái quá trình mà thao tác thì nó cũng rất là đơn giản các bác nhé. Ở đây em phân tích cho các bác, đây là cái vế trung tần này. Thì ở đây chúng ta sẽ quan tâm hộ em là cái đường tín hiệu nhạc mà cung cấp cho hai cái vế khuếch đại này. Thì chúng ta chỉ cần quan tâm đến hai cái dây tín hiệu nhạc. Đây các bác sẽ thấy là sẽ có cái đường dây tín hiệu cung cấp nhạc cho cái vế bên này. Thì trong cái đường dây tín cung cấp cái đường tín hiệu nhạc ấy, thì nó sẽ có một dây mát, một dây mát và một dây tín hiệu. Thì cái dây trắng này là dây tín hiệu này các bác này, và dây đen này là dây mát. Tương tự bên này cũng vậy, dây trắng là dây tín hiệu và dây đen là dây mát. Thì đây là tín hiệu của một kênh loa và đây là tín hiệu của kênh còn lại. Thì chúng ta chỉ việc chiết bỏ cái dây này ra và cắm thẳng vào cái đường đây và lối vào cái đường này này. Cái đường này thì cũng là cung cấp cái nguồn tín hiệu nhạc từ đầu vào đây này. Đầu vào của chúng ta sẽ có là âm thanh của chúng ta bây giờ là âm thanh toàn bộ gần như là 100%, nó là âm thanh sitte, hơn 90% là âm thanh sitte. Có nghĩa là nó sẽ có hai vế kênh loa các bác nhé. Đây, hai vế kênh loa là gồm có loa trái và loa phải. Thì thường âm thanh thì nó sẽ phân biệt bằng cọc trắng và cọc đỏ như này, nó phân biệt vào loa trái và loa phải. Thì nhiều bác là thắc mắc là khi mà chúng ta cắm có phải phân biệt là cọc trắng và cọc đỏ phải cắm đúng hay không. Thì thưa các bác là vấn đề mà cắm đúng hay sai ở cái cọc trắng cọc đỏ đấy nó đổi vị trí cho nhau được, vì nó chỉ là cái đường tín hiệu dành cho loa trái hoặc loa phải. Và đúng là cái ví vấn đề là ở cái loa trái và loa phải thì chúng ta có thể là bê từ loa trái sang bên phải, nó không ảnh hưởng gì cái âm thanh. Thành ra là chúng ta có cắm nhầm cái lỗ trắng hay lỗ đỏ, hay lỗ đỏ sang lỗ trắng thì cũng không vấn đề gì cả bác nhá. Thì khi mà cắm vào đây thì chúng ta sẽ có hai cái nguồn tín hiệu. Thứ nhất là đây là một cái sợi tín hiệu này, và đây là một sợi tín hiệu nữa là loa trái loa phải. Còn cái sợi ở tròn tròn ở giữa này này, cái chân mát, thì hai chân mát nó giống nhau, và hai sợi tín hiệu này thì nó sẽ là riêng rẽ cho loa trái loa phải. Sau khi đưa vào đây thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta ở cái dây này. Đấy, cung cấp cho chúng ta ở dây này. Thứ nhất là dây màu đen ở đây là dây tín hiệu âm, có nghĩa là dây mát, và dây trắng là một vế loa và dây đỏ là dây vế loa còn lại. Thì khi sau khi mà cắm vào đây thì nó sẽ truyền dây tín hiệu đây, và chúng ta sẽ cắt bỏ cái dây này đi. Cắt bỏ cái dây đi, sau đó sẽ lối vào hai cái dây này. Bây giờ thì em sẽ thao tác cho các bác thôi nhé. Ở đây thưa các bác thì em đã tiến hành thao tác cắt và sẽ lối một số dây. Thì khi mà các bác tuốt cái đầu dây các bác nhé, đây ví dụ như cái dây mà đường tín hiệu từ bên ngoài đưa vào, đường tín hiệu nhạc từ ngoài vào, đó sẽ cung cấp vào cái dây này. Thì khi mà các bác tuốt dây thì các bác để ý hộ em là các bác sẽ đưa cái đầu dây ra ngoài khỏi cái âm ly này. Để tránh trường hợp mà chúng ta tuốt dây và một số những cái đầu dây đồng này nó bị đứt mà nó rơi bên trong mạch này gây chập mạch. Thì khi mà các bác làm mà các bác cẩn thận là các bác sẽ đưa cái đầu dây ra ngoài khỏi cái âm ly, và chúng ta tuốt dây và chúng ta sẽ làm sạch cái dây đi, tránh cái trường hợp là cái dây này nó bị đứt, sợi dây đồng này nó bị đứt, nó bị rơi bên trong mạch này gây chập mạch. Để lưu ý khi mà qua quá trình chúng ta thao tác làm là phải như vậy. Đây em đã tuốt đầu dây này. Ở đây thưa các bác nhá, thì em giới thiệu sơ qua này, ở đây là cái dây tín hiệu từ cái đầu vào cung cấp cho cái dây này. Thì trong đó thì nó sẽ có 3 sợi, một sợi trắng, một sợi đỏ. Sợi trắng, sợi đỏ này là dành cho loa trái và loa phải các bác nhé. Tín hiệu dành cho loa trái và loa phải này. À, tín hiệu đầu vào. Còn cái sợi ở ngoài cùng là này. Ở đây, ngoài cùng là sợi chống ù, gọi là sợi tiếp đất, sợi mát. Đây ạ, sợi mát. Đây. Đó. Tiếp đến là cái vế, đây là vế công suất, một vế công suất khuếch đại này. Thì vế công suất khuếch đại này thì nó cũng sẽ có một đường dây tín hiệu là dây màu trắng. Đưa vào cái vế khuếch đại và một sợi dây mát.
Tiếp đến đây là một vế khuếch đại còn lại, thì nó cũng sẽ có một cái đường tín hiệu cung cấp cho vế khuếch đại này và một sợi mát đó. Và các bác lưu ý là ở đây thì khi mà chúng ta bình thường là cái sợi này này thì nó sẽ đi vào cái mạch trung tần, và cái sợi lái bên này cũng vậy, nó sẽ đi vào mạch trung tần, và sau khi mà chúng ta cắt ra thì nó sẽ có thừa hai cái dây ở mạch trung tần như này. Đấy, hai cái dây ở mạch trung tần như này. Thì các bác lưu ý hộ em là hai cái dây ở mạch trung tần này thì cái phần dây tín hiệu, dây màu trắng này chúng ta sẽ bỏ đi, chúng ta không sử dụng. Và chúng ta sẽ sử dụng cái sợi dây mát này các bác nhé. Vẫn sử dụng cái sợi dây mát. Đấy. Và tất cả những cái sợi dây mát của những cái dây này tất cả những sợi dây mát này sẽ đấu chung vào nhau, chập vào nhau, đó là sợi dây mát chung. Ok, các bác sẽ thấy đây là cái tất cả những cái dây mát thì em đã đấu chập vào nhau. Cái dây mát thì nó sẽ dùng chung hết nhé các bác nhé, sẽ đấu chập vào nhau. Cái dây này thì nó là dây mát và nó sẽ chống ù cho đường tín hiệu. Tiếp đến là bây giờ chúng ta sẽ có cái dây này. Cái dây này là dây đường tín hiệu vào nhé các bác nhé. Dây đường tín hiệu vào thì nó sẽ có hai dây màu trắng và màu đỏ, màu đỏ. Đây các bác sẽ thấy là nó sẽ có hai dây màu trắng màu đỏ này. Thì là hai cái dây này nó sẽ tương đương với cả cái vế loa trái và vế loa phải. Đấy, thì bây giờ thì hai dây này thì chúng ta sẽ chia đều cái đường tín hiệu ra một kênh công suất và một kênh công suất còn lại. Thì cái dây trắng dây đỏ này thì các bác đấu thế nào cũng được các bác nhé. Dây đỏ sang bên này hoặc là dây đỏ sang bên này cũng được, không vấn đề gì cả. Đó. Đây ví dụ như là đây là cái đường tín hiệu của cái dây bên công suất bên này. Đây em sẽ đấu chập vào cái dây đỏ này chẳng hạn. Đấy. Đấu chập dây đỏ. Thì rõ ràng là cái đường công suất, đây là cái dây của đường công suất của cái vế còn lại đây, thì sẽ đấu vào cái đường tín hiệu còn lại của cái dây đầu vào. Đây. Đây thưa các bác nhé, ở đây thưa các bác thì lưu ý là hai cái dây này, hai cái dây trắng này này là đưa vào cái mạch trung tần. Đấy thì chúng ta sẽ không sử dụng, vì chúng ta đã bỏ cái mạch trung tần rồi thì chúng ta sẽ không sử dụng cái hai cái dây này nữa, và chúng ta chỉ sử dụng cái sợi dây mát ở mạch trung tần thôi để nó liên quan mát với nhau để nó chống ù tín hiệu. Đấy, và ở đây thì chúng ta sẽ có đường tín hiệu đi vào đây. Đường tín hiệu đi vào nó sẽ có một dây màu trắng, một dây màu đỏ, thì sẽ chia đều ra hai cái dây tín hiệu ở mạch công suất. Ok, sau đó thì các bác sẽ quấn lại băng dính hộ em. Nhiều bác ở chỗ những cái chỗ điểm này nó phải hàn không, thì thưa các bác là không cần phải hàn các bác nhá. Các bác xoắn dây như này là hoàn toàn đảm bảo rồi, không cần phải hàn thiết gì cả. Đấy, xoắn dây như này thì hoàn toàn đảm bảo rồi. Vì cái đường tín hiệu này nó ăn rất là nhẹ điện. Đấy, nó không đáng bao nhiêu để chúng ta phải bắt buộc phải hàn cả. Đấy, các bác sẽ xoắn như này thì nó quá đảm bảo rồi. Xoắn như này và các bác sẽ quấn băng dính cẩn thận vào, thế là ok. Thì thưa các bác là tại sao cái điểm này thì em đã bảo là các bác quấn và các bác xoắn cái dây đồng vào thì đã quá đảm bảo rồi. Vì thực tế ra đây thì nó là cái rắc. Đấy, cái rắc này thì nó tiếp xúc thì nó không thể bằng mình quấn bằng dây đồng chập vào nhau nữa. Đấy, thì bây giờ đã thao tác xong cái vấn đề là chuyển cái con âm ly này thành cục đẩy công suất. Thì thưa các bác là trong cái vấn đề nâng cấp là khi mà các bác sử dụng những cái hệ thống mà âm ly các bác, không những con 506 mà hay là rất nhiều những âm ly khác, và những cái hệ thống âm ly mà những cái chiết áp này này nó sột soạt sột soẹt, nó bị hỏng, nó sột soạt sột soẹt, vặn nó nhiều khi nó cứ nghe tiếng nó sột soẹt. Thứ hai nữa là lúc nó ra một vế, lúc nó ra hai vế loa, lúc nó có tiếng, lúc không có tiếng. Và cái hệ thống mà xử lý tiếng nhạc cũng như là tiếng mic của nó kém, đặc biệt là tiếng mic nó hay bị rít, bị rú. Thì lúc đó thì chúng ta sẽ chọn cái phương án là chúng ta sẽ biến cái con âm ly này thành cục đẩy công suất. Thì với một số những con âm ly khác ấy, thì nó sẽ có cái cầu chữ U ở phía đằng sau. Đây bị cụ. Thưa các bác là cụ thể ví dụ như con âm ly này các bác nhé, đây cũng gọi là âm ly của Jaguar này, con PA203, đây là PA03. Và đa phần là những cái âm ly thì nó sẽ có đằng sau là cái cầu chữ U như này các bác nhé. Đây ạ, có cái cầu chữ U như này. Thì cái cầu chữ U này là có nhiệm vụ là bóc tách giữa cái vế trung tần, bóc tách giữa cái vế trung tần và vế khuếch đại của con công suất âm thanh của âm ly. Thì khi mà chúng ta rút cái cầu chữ U này là chúng ta sẽ bóc tách hai cái phần ấy ra. Thứ nhất là phần công suất riêng và phần trung tần riêng. Thì khi đó thì chúng ta sẽ đưa cái đường tín hiệu đầu vào thẳng vào cái con âm ly này, và nó sẽ khuếch đại lên, nó sẽ biến cái âm ly thành cục đẩy. Đó là trong trường hợp mà có cái cầu chữ U. Thưa các bác thì con âm ly đã xử lý xong, chuyển sang cái con gọi là con bây giờ nó thành một cái cục đẩy công suất. Và nó chỉ có cái công tắc tắt bật này là có tác dụng thôi. Còn tất cả những cái chiết áp này thì hiện giờ chúng ta đã cắt bỏ đi rồi, không còn sử dụng nữa. Và rất nhiều bác đã chọn cái phương án này là chúng ta sẽ nâng cấp âm ly và chúng ta sẽ mua thêm một con vang. Thì trên thị trường hiện giờ thì có rất nhiều những cái dòng vang, vang số, vang cơ. Và dòng thứ hai nữa là vòng giữa lai tạp giữa vang số và vang cơ, gọi là vang số chỉnh cơ hoặc là vang số lai cơ. Đó, thì nó là cái hệ thống mà vang. Thì khi mà chúng ta lắp thêm một con vang và biến con âm ly thành một cục đẩy công suất thì âm thanh của chúng ta nó sẽ khác biệt hoàn toàn các bác nhé. Âm thanh nó trở lên sẽ hay hơn rất là nhiều. Tiếng mic cũng như là tiếng nhạc nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Đặc biệt nữa là cái tiếng nhạc, tiếng mic, nó có nghĩa là chúng ta sẽ có một cái hệ thống xử lý hoàn toàn mới. Tiếng mic nó sẽ hay hơn, mượt mà hơn,
và nó không bị rú rít mic. Ở trên cái hệ thống đời vang mới mới cao cấp bây giờ thì nó có rất nhiều những tính năng. Và bây giờ thì em sẽ thao tác là cắm cái đường tín hiệu. Ở đây thì em đang sử dụng một cái con vang số Liker hoặc là vang số chỉnh cơ của thương hiệu là DB Acoustic, và mã sản phẩm là con này là con KM330 Pro. Và tại thời điểm hôm nay là ngày mùng 1 tháng 8 năm 2022 thì cái sản phẩm vang số chỉnh cơ mã KM330 là một cái sản phẩm mà đứng đầu thị trường các bác nhá. Đứng đầu thị trường có nghĩa là nó sẽ là hay nhất và nó là sẽ là đắt nhất trên thị trường hiện giờ. Cái con này tiếng cực kỳ hay và nó chạy chip số, nhưng mà toàn bộ chúng ta chỉnh bằng cơ, bằng tô vít thôi. Chúng ta sẽ có ba cái chiếc đáp chính để chúng ta chỉnh về phần hiệu ứng tiếng mic này, âm lượng tiếng mic, và đây là âm lượng tiếng nhạc, và tất cả những cái phần equalizer của mic của nhạc cũng như là phần hiệu ứng của tiếng echo reverb của mic thì chúng ta sẽ sử dụng cái tô vít nhỏ để chúng ta chỉnh, thì nó rất là đơn giản. Thì nó ưu điểm của chạy chip số là tốc độ xử lý nó nhanh và âm thanh nó hay. Đấy, và đặc biệt nữa là chúng ta chỉnh bằng cơ, chúng ta không cần máy tính, ai cũng có thể chỉnh được con này. Và đây thì em sẽ cắm cái đường tín hiệu với những cái dòng vang cơ đây nhá. Các bác sẽ thấy là đây, ví dụ như cái đường tín hiệu của âm ly thì chúng ta vẫn để nguyên là cái đường tín hiệu đầu vào của âm ly này. Đây ạ. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ, đây là cái đầu còn lại của cái dây. Đây, đầu còn lại của cái dây thì chúng ta sẽ cắm vào cái đường tín hiệu ra của con vang. Thì đối với những cái dòng vang này thì các bác có cắm, có thể là rắc ca lông này cũng được, rắc chuyển đổi ca lông này cũng được. Đấy, ví dụ như có những cái rắc ca lông ra hoa sen như này chẳng hạn. Đây thưa các bác nhé, đối với những cái dòng vang như này thì bây giờ nó sẽ có hai sự lựa chọn cho các bác. Một là các bác sử dụng cái rắc ca lông như này, hai nữa là các bác sẽ sử dụng một cái rắc hoa sen như này để các bác cắm. Đấy, thì tùy vào các bác. Thì với cái chất lượng tín hiệu giữa đường rắc ca lông và rắc hoa sen này thì bản chất của nó, đường tín hiệu nó là như nhau các bác nhé. Đường tín hiệu, chất lượng tín hiệu nó là như nhau, nó chỉ khác nhau về cái kết cấu rắc thôi. Đấy, chứ còn nếu mà đường dây của nó, cái đường tín hiệu của nó tốt hay không, nó còn phụ thuộc chủ yếu là vào cái chất liệu dây ở bên trong. Chứ còn bản chất của hai cái đường rắc này thì nó truyền tín hiệu nó là như nhau. Đấy, nhiều bác lại bảo cứ bảo cái rắc này nó to hơn thì là truyền tải tín hiệu nó tốt hơn, nhưng không phải các bác nhá. Tốt hay không tốt nó phụ thuộc vào cái dây dẫn ở bên trong, cái dây đồng ở bên trong ấy. Đấy, cái dây truyền tải tín hiệu ở bên trong, chứ không phải là cái rắc to là truyền tín hiệu tốt đâu. Đấy, như vậy thì cái con này, thì cái con vang này thì các bác có hai lựa chọn, là một các bác sử dụng cái rắc ca lông, hai là các bác sử dụng cái hoa sen. Ở trong trường hợp này em sử dụng cái rắc hoa sen, và ở đây thì nó sẽ có hai cái lỗ trắng và đỏ đây, thì nó chỉ dành cho loa trái và loa phải. Các bác cắm đúng màu và cũng được, và các bác cắm sai màu cũng chả vấn đề gì cả. Đấy, các bác cắm sai màu cũng chẳng vấn đề gì cả, có nghĩa nó chỉ đổi hai cái vị trí của loa trái sang loa phải thôi. Đấy, như vậy. Ở đây thì em đã cắm rồi và em sẽ bật cái đường tín hiệu lên. Và các bác lưu ý là hiện giờ con âm ly này nó chỉ có cái công tắc tắt bật này nó có tác dụng thôi. Và bây giờ nó thành một cái cục đẩy công suất các bác nhá. Ở đây em sẽ cung cấp điện cho cái con âm ly này. Cung cấp điện cho con âm ly. Sau đó thì đầu tiên là các bác khi mà bật vang thì các bác lưu ý là hiện giờ con âm ly đã bật rồi, và tất cả những cái chiết áp của con âm ly này chúng ta sẽ gọi là vô tác dụng, nó không có tác dụng gì cả. Đấy, thì lên chúng ta sẽ bỏ đi, không vặn vào nữa, vặn nhỏ hết cỡ đi. Đấy, và nó chỉ có cái công tắc tắt bật thôi. Và lưu ý là khi mà bật lên thì các bác sẽ ở vang thì các bác sẽ cho nhỏ tiếng, sau đó thì các bác sẽ đẩy tiếng dần dần lên. Đấy, đẩy tiếng dần dần lên. Đấy, thì có nghĩa là bây giờ con âm ly này nó chỉ là một, nó sẽ biến thành một cục đẩy công suất. Đấy, và với con âm ly của bác khách này thì nó mặc dù nó là hàng fake, hàng nhái thôi, nhưng mà nó sử dụng cái với công suất ở đây, nó sử dụng rất là nhiều sò công suất. Đấy, thì nó là 8 sò một kênh, tức là con tổng công suất con này là rơi là 16 sò, và cái biến thế nguồn cũng tương đối là ok, thành ra là cái vế khuếch đại, có nghĩa là vế công suất của nó thì cũng rất là đảm bảo và công suất nó rất là khỏe. Thành ra là ví dụ con này các bác có thể là lắp vào full 30 cũng được, một đôi full 30 cũng được. Đó, hoặc là các bác có thể là lắp vào hai đôi bass 25 thì đều được. Còn và hiện giờ thì nó chỉ là một cái cục công suất 2 kênh các bác nhé, chứ không phải là 4 kênh. Với những cái con âm ly hàng xịn của Yahoo thì nó mặc bản chất của nó là 4 kênh, nhưng mà con hàng fake này nó chỉ là 2 kênh thôi. Và chúng ta sẽ có 2 kênh loa với công suất rất là lớn, 8 sò một kênh. Đấy, thì hiện giờ là đang lắp kèm mấy con vang này với cả âm ly, biến âm ly thì cục đẩy công suất, và các bác sẽ nghe cái hệ thống âm thanh nó sẽ khác biệt hoàn toàn luôn các bác nhé. Nó sẽ hay hơn rất là nhiều luôn ạ. Thì cái phương án mà mua thêm một con vang và biến con âm ly thành cục đẩy công suất thì rất rất nhiều bác đã lựa chọn phương án này. Thì chúng ta sẽ bỏ ra một cái chi phí mà thấp nhất và chúng ta sẽ có một cái hiệu quả âm thanh rất là ok, rất là hay. Oh,
À, đấy là đường nhà các bác nhé. Và các bác lưu ý đặc biệt hộ em là trên con vang này em chưa chỉnh bất kỳ gì một cái gì cả trong cái phần equalizer. Và rõ ràng khi mà chỉnh thêm nữa thì âm thanh nó sẽ còn hay hơn rất là nhiều. Ở đây em sẽ chỉnh thêm một chút ở phần equalizer này. Các bác thấy là cái con này nó vang cơ thành ra là rất là dễ sử dụng. Đây em sẽ đưa nhạc lên và em chỉnh. Và các bác xong cái quá trình quan sát em chỉnh thì các bác sẽ thấy âm thanh nó sẽ hay hơn rất là nhiều nhé. Cho là hết cái bài này đi sao. Đấy, các bác thấy là em chỉ thao tác một chút, dùng cái tô vít rất là nhanh, chỉnh rất là nhanh. Đấy, và thấy các bác thấy là cái tiếng tép của nó sẽ nghe nó hay hơn và tiếng bát nghe nó tròn hơn rất là nhiều. À, đó là tiếng nhạc, các bác sẽ nghe thấy nó khác biệt hẳn. Và bây giờ thì em sẽ thử cho các bác cái phần tiếng mic này. Ở đây thì các bác thì em đã lắp cái mic vào, đang sử dụng một cái mic có dây rất là rẻ tiền thôi. Nhưng mà lắp vào đây thì các bác sẽ nghe cái phần âm thanh của nó rất là rõ ràng và tiếng rất là nhạy. Và cái phần equalizer cũng như là cái phần hiệu ứng tiếng mic cũng rất là hay luôn các bác nhé. 6, tiếng rất là mượt luôn. 6, 7, 1, 2. 6, 7, 1, 2. 6, 7, 1, 2. 6, 7, 1, 2. Đấy, cái âm thanh nó sẽ khác hẳn. Rồi ok, thì cái đơn hàng này đã ok. Thế bác khách thì bác ok chưa bạn? Ok anh, cảm ơn anh rất nhiều nhá. Thưa các bác thì trong cái video này thì đó là cái mục tiêu, đó là nâng cấp âm ly. Nâng âm cấp âm ly thì như nào? Cái thao tác đầu tiên đó là chúng ta sẽ biến con âm ly này thành một cái cục đẩy công suất. Thì biến con âm ly thành cục đẩy công suất thì nó sẽ có hai dạng âm ly. Một dạng âm ly là ví dụ như con này, là nó không có cái cầu chữ U ở phía đằng sau. Không có cái cầu chữ U đằng phía đằng sau thì chúng ta phải tham gia là cắt lối dây ở bên phía trong. Và cái thao tác cắt lối dây thì nó rất đơn giản. Trong các trường hợp mà các bác xem video mà các bác tự làm được thì là ok. Còn trong trường hợp mà các bác không tự làm được thì các bác có thể là gọi điện thoại ở bên em và bên em sẽ hướng dẫn trực tiếp cho các bác qua Zalo hỗ trợ các bác. Đấy là cái trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là một số những cái âm ly và rất nhiều những cái âm ly còn lại thì nó sẽ sử dụng cái cầu chữ U. Thì các đơn giản nhất là các bác sẽ rút cái cầu chữ U ra thôi và các bác sẽ cắm trực tiếp cái dây tín hiệu này vào thẳng cái với công suất. Đấy là cái phương án nhanh nhất. Còn đối với một số những cái âm ly nó không có cầu chữ U thì chúng ta sẽ cắt lối dây ở bên phía trong. Và cái bước tiếp theo là chúng ta sẽ lấy một con vang làm một cái hệ thống mà phối trộn giữa đường nhạc và đường mic, đường tín hiệu nhạc và đường tín hiệu mic. Đấy, ví dụ như con vang này nó phối trộn xong, sau đó thì nó sẽ đưa ra cái đường tín hiệu trung tần. Đấy, đường tín hiệu trung tần và nó sẽ đưa thẳng vào với công suất và khuếch đại lên thì chúng ta sẽ có một cái hệ thống hoàn toàn mới, âm thanh hoàn toàn mới và xử lý ở trên hệ thống vang đời mới này thì âm thanh nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Và bây giờ con âm ly chúng ta chỉ đơn thuần nó là một cái cục đẩy công suất thôi. Thì đây là một cái phương án rất là hợp lý trong trường hợp mà chúng ta sử dụng những cái âm ly đời cũ. Mặc dù là hệ thống mà khuếch đại của nó vẫn ok, nó vẫn phát tiếng ra hai loa nhưng mà âm thanh của nó không được hay và nó bị hỏng chiết áp và nó hay bị rú rít mic thì chúng ta sẽ bỏ toàn bộ cái bế trung tần này đi và chúng ta sẽ biến cái con âm vang ở ngoài là một cái hệ thống mà trung tần đời mới nhất và lắp vào và chúng ta sẽ có hệ thống âm thanh ok nhất. Đây em sẽ lắp cái lock của các bác nhé. Thưa các bác, bây giờ chúng ta sẽ có một cái hệ thống âm thanh hoàn toàn mới. Âm ly bây giờ sẽ biến thành cục đẩy công suất và chúng ta sẽ có một cái hệ thống mà equalizer vang nhại tách rời, là đó là mua một cái con vang ở bên ngoài. Thì cái phương án này thì rất nhiều bác khách đã chọn cái phương án này. Chúng ta sẽ biến những cái âm ly đầy cũ thành một cục đẩy công suất và mua thêm một hệ thống vang. Và giới thiệu cho các bác là trên thị trường thì hiện giờ thì có rất nhiều những cái dòng vang khác nhau. Và cái con mà rẻ tiền nhất mà đáng sử dụng nhất thì đó là cái mã SV12. SV12 của thương hiệu PS Audio các bác nhé. Đây ạ, thương hiệu PS Audio mã SV12 thì nó chỉ hiện giờ bên em đang bán giá là 1.850.000 là hàng chính hãng. Đây ạ, cái con này là rẻ tiền nhất nhưng mà hay nhất. Đây ạ, SV12. SV12, vang cơ SV12. Ngoài ra thì còn có rất nhiều những cái dòng khác nhau, ví dụ của Lake, của Acoustic, ví dụ đây là của Lake Acoustic này. Rất nhiều, trong đó thì cái mã SV12 em nhắc lại đó là cái dạng rẻ tiền nhất và hay nhất. Còn đây là cái mã KM330 Pro, hàng chính hãng của DB Acoustic. Mã này thì là đắt tiền nhất và là hay nhất. Đó, đắt tiền nhất và hay nhất, nó là vang số
chỉnh cơ, có nghĩa là nó sẽ là kết hợp giữa vang số và vang cơ. Chúng ta sẽ có chip số nhưng mà chúng ta sẽ có cách chỉnh bằng cơ thôi. Bằng cơ có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng cái tô vít trực tiếp ở trên cái hệ thống của vang này. Chúng ta không cần máy tính thì nó sẽ dễ sử dụng, và chúng ta sẽ có với những cái dòng chạy chip số thì nó sẽ có hiệu ứng reverb, thì âm thanh tiếng mic nó sẽ mượt hơn, nó sẽ hay hơn rất là nhiều đối với những cái vòng vang cơ. Đấy ạ, có reverb này, có phần hiệu ứng thúc tiếng mic này, thì chúng ta sẽ có nhiều hiệu ứng ở tiếng mic kia hơn. Và nói thêm cho các bác là cái phần tín hiệu nhạc đi vào thì em đã nói rồi, đây là hai cái đường tín hiệu dành cho loa trái loa phải, và chúng ta có thể là đổi vị trí rắc nhé, đổi rắc trên rắc dưới, rắc đỏ rắc trắng, đổi vị trí cho nhau nó không ảnh hưởng gì cả. Và đường tín hiệu ra loa thì ở đây nó sẽ bốc tách, bình thường những con âm ly 5.6 bằng xịn của nó thì nó 4 kênh thì nó sẽ nó cái 4 vế loa khác nhau, nhưng mà con này nó chỉ là cái âm ly, hiện giờ nó chỉ là âm ly 2 kênh thôi. Đấy, thành ra nó chỉ là kênh trái và kênh phải, hai cái lỗ phía dưới nó sẽ tương đương với hai lỗ phía trên, và hai lỗ phía dưới của cái này nó sẽ tương đương hai lỗ phía trên của cái này. Đó là âm ly 2 kênh các bác nhé. Đấy, ok, thì em đã thao tác xong rồi và bàn giao lại cho cái bác khách này. Ok, cảm ơn các bác đã theo dõi video. Ok các bạn chưa? Ok. Thì thưa các bác, thì bên em là bên lương âm thanh, lương audio. Thì bên em thì là đại lý phân phối của một số hãng. Bên em thì chuyên cung cấp cho các bác những cái sản phẩm, những cái thiết bị mà phục vụ âm thanh hát karaoke với rất nhiều những cái model hàng khác nhau. Thì bác nào quan tâm thì các bác sẽ liên hệ với bên em qua số điện thoại là 0988 646 683. Có rất nhiều những cái model hàng khác nhau các bác nhé. Đây là những cái dòng vang cơ, vang số, mic không dây, thiết bị quản lý nguồn này. Phía đằng xa kia là những cái hệ thống mà đầu màn chọn bài. Ở đây cũng vậy, hệ thống đầu màn chọn bài, rồi loa phun, rồi loa súp, súp hơi, súp điện, cục đẩy công suất. Ở đây là những cái dòng cục đẩy công suất đây. Thì bác nào quan tâm thì nhắc lại cái số điện thoại của bên em là số điện thoại là 0988 646 683. Và trong cái quá trình mà các bác sử dụng những cái thiết bị điện tử, thiết bị âm thanh mà có cái vấn đề trục trặc gì mà các bác muốn tham khảo tư vấn về phần kỹ thuật thì các bác sẽ gọi cho bên em, thì bên em sẽ rất là nhiệt tình để phục vụ cũng như là đáp ứng cái nhu cầu của các bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi video, và khi mà các bác theo dõi video thì các bác nhớ hộ em một việc là các bác sẽ ấn đăng ký kênh. Với dưới mỗi đoạn video thì đều có những cái nút đăng ký màu đỏ, các bác sẽ ấn vào nút đăng ký cũng như là các bác sẽ ấn vào cái chia sẻ video. Cái việc đăng ký kênh cũng như là chia sẻ video thì nó sẽ không phát sinh cái chi phí gì của các bác, mà khi mà các bác ấn đăng ký cũng như là chia sẻ thì một phần nào đó thì các bác đã giúp đỡ kênh của em, các bác đã ủng hộ em, thì em cảm ơn các bác rất là nhiều. Đấy, thì em nhắc lại là trong cái quá trình mà sử dụng những cái thiết bị âm thanh, lắp đặt những cái thiết bị âm thanh mà các bác có những cái gặp những cái trở ngại gì, khó khăn gì thì các bác cần sợ trợ giúp thì các bác sẽ gọi cho bên em, thì bên em sẽ trợ giúp nhất nhiệt tình cho các bác. Cảm ơn các bác, xin chào các bác ạ.